bò này tập trung luôn. Che mất ống kính. Có người chạy qua kêu mình có bán cho chai lóc tờ xanh. Quanh mày mới có bạo lên rồi, mày gọi điện thoại cho tao. Tao vô danh sách rồi. Nhiều biết vô lắm thầy ơi. Mình cứ vui vẻ thì mới đẻ ra tiền, đúng không? Tôi cũng tốn tiền tôi vui vui. Chưa tốn tiền mà vui vui. À, tôi chưa bạo. Cái này là miễn phí. Thank you.
Mừng quá bà ơi.